Ái Hiền và nhóm phóng viên của đài Việt TV tại thành phố Houston, Texas xin gửi lời chào tái ngộ tới quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng. Ngày hôm nay là buổi chiều đẹp trời ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016 và chúng tôi đang có mặt tại Asia Society Texas Center xin tường trình buổi lễ hòa nhạc hai thế hệ. Xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Ái Hiền được biết rằng là có rất là nhiều quan khách ngày hôm nay đã đến tham dự chương trình buổi hòa nhạc hai thế hệ và xin mời cô chia sẻ đôi dòng cảm xúc của mình khi mà mình tới đây tham dự buổi nhạc kịch ngày hôm nay. Cô tên là Kim Thục, Hà Kim Thục, ông xã cô là Lê Thùy. Cô bạn với lại cô Phương Ninh, cô nghe cô Phương Ninh quảng cáo ở trên đài radio, với lại cô cũng đọc qua mấy cái email cô Phương Ninh gửi cho cô, thì cô rất lấy làm thích và cô nói với ông xã cô là nên đi. Thứ nhất là đến ủng hộ nhóm Trưng Vương, thứ hai là weekend có một cái weekend Easter đẹp. Hello nha, riêng tôi đấy, tôi rất thích nhạc opera. Đó là điều thứ nhất, mà bây giờ cái nhạc opera này là chuyển từ những cái kịch bản mà cổ điển của Việt Nam. Đó là điều tôi thích. Điều thứ hai tôi thích nữa là tại vì tôi thích nhạc cung tiến. Tôi biết nhạc cung tiến lâu rồi, mà tôi cũng hát rất nhiều bài của cung tiến. Thì vâng, thưa quý vị, chúng tôi là một thành viên mà nói là bất đắc dĩ thì chắc cũng đúng. Là tại vì chúng tôi không phải là người mà hâm mộ âm nhạc, cũng không có một kiến thức gì về âm nhạc, nhất là về opera nó lại càng mới lạ hơn nữa. Tuy nhiên chúng tôi thấy là đọc được cái lịch sử, cái tiểu sử của giáo sư tiến sĩ âm nhạc Phan Quang Phục mà đã bỏ ra hơn 25 năm để nghiên cứu và đã chuyển cái vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính là một cái tuồng chèo cổ rất là phổ thông, rất là nhiều người biết, mà giáo sư đã chuyển sang được cái dạng opera là một cái dạng nhạc mà sau này tôi cũng được nghe thêm nữa là một loại nhạc cao sang ở trong cái thế giới âm nhạc. Thành ra chúng tôi thấy rằng mình rất là cần đưa về Houston để giới thiệu với đồng hương ở Houston. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh trong buổi hòa nhạc hai thế hệ ngày hôm nay. Ái Hiền và nhóm phóng viên của đài Việt TV rất là cảm ơn quý vị đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Ái Hiền xin chào, chúc cho quý vị có một ngày thật là hạnh phúc. Xin chào quý vị.